Chiến trường ca, tác giả Lê Tài, số 18. Về đến chốt đại đội, anh Trường đứng đón ở cửa hầm nói: "Khi sáng nghe súng nổ nhiều, anh lo cho em quá." Tôi trả lời: "Lúc sáng nó phục bắn thông tin chứ không dám bắn bọn em." Và kể sơ bộ diễn biến cả ngày. Anh Trường cho biết khẩu 12 ly 7 định tăng cường cho tiền tiêu. Trên đường đi vừa gặp thông tin thì bị địch bắn. Một thông tin và mấy người ở 12 ly 7 bị thương. Riêng anh Bình trung đội trưởng bị đạn sượt sứt núm vú, nên anh em bỏ chạy về. Lúc đó chúng tôi đều không ai biết địch đã bắt đầu mở chiến dịch tấn công vào chốt của sư đoàn 31 để phối hợp các tuyến khác. Chui vào hầm, thằng Thế đấu bóng đèn vào cục pin PRC-25 rồi bưng phần cơm của tôi ra. Cả ngày chỉ mới kịp ăn đúng một vốc gạo sấy, đói quá. Cởi súng đạn để ra góc, thế là tôi cầm bát đũa ăn ngay. Đã mấy chục ngày kể từ khi về đường R3, đôi đũa không còn chức năng gắp thức ăn. Ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi chỉ ăn cơm độn bo bo với bột canh hoặc nước thịt hộp không có rau. Vừa xì sụp ăn, tôi vừa hỏi anh Minh: "Tại sao lúc chiều không dẫn trung đội thằng Tường xuất kích đánh thọc sườn luôn mà lại chờ bộ phận của tôi để mất thời cơ?" Anh im lặng không trả lời. Khó hiểu quá. Ăn xong, thằng Thế đưa cho 2 bao thuốc lá, bảo là tiêu chuẩn ngày Tết quân đội. Anh Trường cũng cho thêm 1 bao. Thế là lại trở nên giàu sang rồi. Mau thật, mới đó mà đã tròn 1 năm chiến đấu trên biên giới Tây Nam. 22 tháng 12 năm ngoái ở Tà Keo còn đầy đủ mọi người, thịt gà ăn ngán tận óc, phải chặt ngọn dừa thay rau xanh. Năm nay, số đồng đội ngày đó giờ đây chỉ còn hơn chục người. Châm điếu thuốc nhả khói khoan khoái, tôi cởi giày để nằm. Khi lột chiếc tất bên trái thấy dính chân, nhìn xuống, trời ạ, lại máu. Hèn chi thỉnh thoảng có cảm giác ươn ướt, cứ nghĩ là mồ hôi chân. Máu ngấm vào tất đã khô, loang ra giày một ít, nhưng giày bẩn mấy tháng không giặt nên không phát hiện ra. Một mảnh đạn bằng hạt đậu đã găm vào mép bàn chân, nơi giáp ngón út lúc nào tôi cũng không biết. Thế là lần thứ 4 dính trưởng. Lúc này tôi mới nhớ lúc lao vào ụ mối tránh quả đạn B-40, khi 2 chân tiếp đất đã nghe đau ở chân trái, nhưng cứ nghĩ là bị cây đâm nên không để ý. Anh Trường thấy vậy bảo thằng Thế đi gọi y tá rồi nói: "Mày dạn đạn, may có bề trên che chở." Câu này mấy chục năm sau, mỗi lần tụ tập, anh lại cứ nhắc y chang. Tôi trả lời: "Quá tam ba bận, tưởng ghê gớm, hóa ra chỉ thế này là may lắm rồi." Thằng nam y tá sang lau rửa vết thương và bảo tôi ngày mai lên đại đội quân y điều trị. Nghĩ vết thương bé tí tẹo, vài ngày nó lành, lên đó mất công đi về, thêm mệt. Nên tôi nói với hắn không đi, hắn nói: "Tùy anh, nhưng đừng để nhiễm trùng, không cẩn thận là phải tháo ngón đấy." Nam lấy băng dán vết thương xong về hầm. Không kịp mắc màn, tôi để nguyên quần áo, đầu tóc, nồng nặc mùi thuốc súng, nằm mê mệt. Mở mắt, ánh sáng đã ùa soi khắp hầm. Khi đêm đó ai đã mắc màn cho tôi, mọi người đã dậy ăn xong, đang ngồi trên nóc hầm nói chuyện. Vào đây đã 2 ngày, người đang mệt, nên phần lớn thời gian tôi ở trong hầm. Hôm qua lại mất cả ngày ngược xuôi trên chốt tiền tiêu, nên đánh răng rửa mặt ăn cơm xong, tôi định đi một vòng tìm hiểu chốt đại đội đang ở, thì có điện tiểu đoàn chỉ thị đi tập huấn ở quân đoàn. Mang 3 lô súng đạn lên vai, thằng Thế còn nhét thêm mấy gói gạo sấy vào cóc, nói để phòng lỡ bữa. Trên đường đi, tôi gặp anh Vân, đồng hương ở đại đội 8, cùng mấy người nữa đi đâu về, dừng lại nói chuyện. Anh Vân kể, vừa mới nhận được thư, ở quê lụt to lắm. Đập nước xã Minh Sơn bị vỡ, cuốn trôi nhiều nhà.
vợ bị đá đè gãy chân, con mới hơn 1 tuổi phải gửi ông bà. Nghe vậy tôi chẳng biết nói gì với anh, hậu phương như thế làm sao an lòng nổi. Chia tay anh Vân thế, tôi cũng không ngờ đó là lần chia tay vĩnh viễn với hai người. Lên đến tiểu đoàn bộ, đã thấy anh Hải chính trị viên tiểu đoàn, Định đại đội phó đại đội 5 và anh Đông đại đội 6 chờ sẵn cùng về sở chỉ huy cơ bản của trung đoàn, gặp mấy anh ở tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3 ở đó. Chúng tôi xuống hầm trung đoàn bộ để chính ủy thụ, sau này là trung tướng phó chính trị quân khu 2, quán triệt nhiệm vụ. Ngồi dưới hầm vẫn nghe rõ tiếng súng từ chốt tiền tiêu rộ lên, rào rào chen lẫn tiếng nổ ùng oàng của đạn hỏa lực. Có lẽ địch đang quyết nhổ chốt để đánh vào khu cầu 15, tạo thành một hướng uy hiếp thị xã Tây Ninh. Khi về đơn vị, nghe anh em kể, từ hôm tôi đi, địch bám đánh chốt mấy ngày nhưng không được. Mờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 1978, chúng từ cả hai hướng bí mật bò vào sát hầm ta ném lựu đạn. Bị bất ngờ, hai người trong hầm bật chạy về hầm chỉ huy. Tiểu đội trưởng Phố, Toàn và một số người nữa bị thương. Khi địch chiếm được hầm thứ nhất, Đinh Hòe, tân binh, quê Quảng Bình, ở hầm sau, dù bị thương khắp người, vẫn cố gắng bắn được mấy quả B-41 nên chúng không dám tiến thêm. Tình thế cấp bách, Đinh Dũng gọi anh Côi xin cối bắn vào chốt. Anh Côi chần chừ, sau vẫn quyết định bắn. Địch đang ở trên mặt đất, bị cối ta nện trúng, bỏ xác đồng đội chạy về, ta lấy lại hầm. Đinh Hòe sau này ra Bắc rất ngỗ ngược, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị phải đề nghị trung đoàn đưa vào nhà giam kỷ luật. Trong nhà giam, Hòe viết vào vách câu thơ của Tố Hữu: đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu, dấn thân vô là phải chịu tù đầy, làm cả trung đoàn xôn xao. Được thả về đơn vị, nhưng mấy tháng sau, gần trung đoàn bộ có vụ chủ quán bị giết cướp của, Hòe bị quân Pháp nghi ngờ đưa đi, sau đó tôi không rõ số phận hắn. Chiến dịch A88, giải phóng. Đánh trực diện vào chốt tiền tiêu không được, địch dở bài cũ, đưa quân luồn vào sau chốt cắt đường. Ngày 21 tháng 12 năm 1978, tiểu đoàn 2 sử dụng đại đội 6 và đại đội 7 còn lại tấn công giải tỏa. Đại đội 6 lúc này, anh Ngọ Mù làm đại đội trưởng, Kiệm và anh Chính làm đại đội phó, Cương Lưu, học sĩ quan chính trị mới vào, làm chính trị viên phó. Địch ngụy trang công sự bí mật, mỗi anh Chính đi đầu vào sát mà không biết. Anh Chính và một người nữa bị chúng bắn chết, số còn lại quay lui. Bọn Miên dã man kéo xác anh ra, treo cổ lên cây. Anh Chính quê Thanh Hóa, khi ở bản Pha, Con Cuông là nuôi quân, tôi làm quản lý. Anh hay múa võ tàu. Mũi Kiệm đi sau, tổ chức gom quân cùng đại đội 7 đánh địch bật chốt. Kiệm đuổi theo một thằng, suýt bắt được nếu như không vướng dây rừng vấp ngã, làm hắn mỗi lần nhớ đến là tiếc. Một thằng chạy lạc vào gần chốt tiền tiêu, Hiến nhảy ra định bắt sống, nhưng nó cũng nhanh chân chạy mất. Mũi đại đội 7 khi tiềm nhập, tốp anh Trường đi sau bị địch bắn. Thế liên lạc theo phản xạ, lao vào nằm dưới gốc cây to, liền vướng mìn địch cài ở đó, bị thương rất nặng. Anh Trường cũng bị thương. Thế quê Diễn Châu, nhập ngũ tháng 8 năm 76, làm liên lạc đại đội đã lâu. Hồi tháng 8 năm 78, đi cải thiện cùng mấy người, bị lạc cả tuần, may mò về được. Anh Trường đã định cho đi học, nhưng chưa có thời cơ. Rất nhiều năm, tôi hỏi thăm tìm Thế không ai biết. Vừa rồi, Quang Trung Ngũ nói, Thế bị vết thương tái phát, hy sinh vào quãng năm 1990-1991. Trong trận này, khẩu đội 12 ly 7 của đại đội 8 do anh Vân làm tiểu đội trưởng được tăng cường cho đại đội 7. Khi giá súng, đế chân súng đè trúng mìn, mìn nổ, anh và một số chiến sĩ hy sinh tại chỗ. Bọn chặn đường đại đội 7 bị đánh tan tác,
nhưng một tiểu đoàn địch tiếp tục luồn vào gần đường Trần Lệ Xuân, khoảng giữa tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2. Lúc này, tiểu đoàn 3 đang chốt ở suối Mây, được lệnh chặn đánh. Do trinh sát nắm địch không chắc, đại đội 9 đi vào sát địch, bị chúng nổ súng trước, hy sinh một số. Trong đó có anh Trung tiểu đoàn phó. Ban chỉ huy tiểu đoàn đang ở dưới hố bom thì bị trúng pháo. Anh Đề, tiểu đoàn trưởng và một số cán bộ đại đội hy sinh. Cán bộ bị thiệt hại nặng. Anh Tác lên làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, nhanh chóng củng cố đơn vị, tiếp tục đánh địch cho đến ngày 27 tháng 12. Ngày 26 tháng 12 năm 1978, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra lời hiệu triệu nhân dân Campuchia đứng lên lật đổ chế độ khát máu Pol Pot và kêu gọi Việt Nam đưa quân giúp đỡ. Trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, được sự chi viện của không quân, pháo binh, xe tăng, ngày 22 tháng 12 năm 1978, quân khu 5 khi đó đã ở sâu trong đất Ca khoảng 20 km đã tấn công theo đường 19. Đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 1979, chiếm được thị xã Stung Treng nằm bên bờ đông sông Mekong, hướng quân khu 7. Ngày 25 tháng 12 năm 1978, sư đoàn 5 và sư đoàn 303 cùng các đơn vị khác từ Snui đánh thẳng sang hướng Tây theo đường 13. Đến ngày 29 tháng 12, giải phóng thị xã Krathie sát bờ sông Mekong. Ngày 31 tháng 12 năm 1978, quân đoàn 2 và quân khu 9 đánh lui địch khỏi Tịnh Biên. Chiều mùng 1 tháng 1 năm 1979, vượt kênh Vĩnh Tế sang đất Campuchia và tiến theo đường 2. Hướng quân đoàn 4 sư đoàn 341 cùng sư 2 và quân khu 7 từ ngày 23 tháng 12 đến 28 tháng 12 năm 1978, bao vây tiêu diệt 3 sư đoàn Khmer Đỏ xâm lược ở Hòa Hội, Bến Sỏi. Ngày 31 tháng 12 năm 1978, sư đoàn 7, quân đoàn 4 tấn công địch ở phòng tuyến cầu Đôn So trên trục đường 1 cách biên giới Việt Nam khoảng 30 km. Nhưng sang đến ngày 3 tháng 1 năm 1979, sau khi dốc hết lực lượng dự bị mới chiếm được. Hướng quân đoàn 3 từ ngày 19 đến 27 tháng 12 năm 1978, sư đoàn 31 đánh trả các cuộc tấn công của địch vào khu vực cầu 15. Ngày 26 tháng 12 năm 1978, sư đoàn 302 phối thuộc quân đoàn 3 có xe tăng yểm trợ tấn công phòng tuyến địch ở Lò Gò trong 3 ngày liên tục nhưng không chiếm được cửa mở. Quân ta tổn thất nhiều. Có lẽ đây là hướng nghi binh chiến lược của quân đoàn. Sáng ngày 1 tháng 1 năm 1979, chúng tôi đang ngồi ở hội trường nghe giảng chiến thuật thì phó phòng tác chiến tới thông báo: hôm qua, ngày 31 tháng 12 năm 1978, quân đoàn đã mở chiến dịch A88 tổng tấn công trên toàn mặt trận. Toàn quân đoàn thành thế bao vây 5 sư đoàn địch để tiêu diệt. Phía đông, sư đoàn 302 tiếp tục đột kích đánh cửa mở ở Lò Gò. Phía tây bắc, sư đoàn 320 từ khu vực các điểm cao 200-202 đã tấn công chiếm sở chỉ huy quân khu đông của địch ở Đầm Be. Phía nam, sư 10 đảm nhiệm bắc đường 7, trung đoàn 66 đã chiếm sở chỉ huy mặt trận đường 7, trung đoàn 28 chiếm Crack 2. Không thấy đả động gì đến sư đoàn 31, làm cả hội trường ổ lên. Chúng tôi cũng lo, ở nhà đơn vị thương vong nhiều lắm mới không chiếm được mục tiêu. Đến chiều, phó phòng đến thông báo tiếp là sư 31 đã đánh chiếm hết các mục tiêu dọc đường 7, bắt liên lạc với sư đoàn 10 ở Crack, làm chúng tôi thở phào vui mừng. Sau này, kết thúc khóa học về đơn vị, mới biết từ ngày 26 tháng 12 năm 78 đến ngày 28 tháng 12 năm 78, trung đoàn điều chỉnh đội hình, ổn định tổ chức, bộ đội được học 11 điều quy định khi tiến vào đất Campuchia. Quy định nhiều thứ, nhưng dễ nhớ nhất là khi sang đất Campuchia, bộ đội ta chỉ được dùng 3 thứ của họ, đó là củi, nước và không khí. Nếu dùng những cái khác là vi phạm kỷ luật. Ở tiểu đoàn 2, do đại đội 6 tổn thất nhiều nên đại đội 7 phải san quân sang một số.
Lúc này anh Minh được bổ nhiệm làm tiểu đoàn phó, Đinh Dũng lên thay. Minh Đức bị thương cùng tôi ở trận cao điểm 112 cũng đã về đơn vị, kịp thời thay thế trung đội trưởng Hiến bị thương đi viện. Tôi đi tập huấn, anh Trường bị thương đi viện. Đại đội không còn đảng viên. Khi Đinh Dũng báo cáo chất lượng đơn vị với phái viên chính trị quân đoàn, phái viên hỏi không có đảng viên liệu lãnh đạo đơn vị thế nào? Đinh Dũng trả lời chẳng ảnh hưởng gì. Hôm sau, anh Tuân ra quyết định kết nạp Đinh Dũng vào đảng. Vì ai cũng bận chuẩn bị hành quân nên liên lạc tiểu đoàn đưa quyết định cho Đinh Dũng, chẳng có chi bộ họp, chẳng có ai tuyên bố kết nạp, không người bảo đảm, hắn tự xem quyết định rồi đút túi để tự thi hành. Tầm 5 giờ chiều ngày 29 tháng 12 năm 1978, trung đoàn bắt đầu hành quân luồn qua bọn địch đang chốt, trực tiếp tiếp xúc, mặc kệ địch ở lại với rừng Tây Ninh, quân ta nhằm căn cứ âm phúc sâu vào trong hậu phương của chúng, thẳng tiến. Tiểu đoàn 1 khi đánh nhau có mấy tử sĩ chưa lấy được thi hài cũng phải bỏ lại để cùng trung đoàn bộ hành quân trước trên một trục đường. Số tử sĩ đó mãi tháng 6 năm 1979, trước khi ra Bắc Thái, mới cho người quay lại lấy. Tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 đi trục đường khác, đường luồn sâu chỉ cách chốt tiền tiêu độ 100m, nên đại đội 7 là đơn vị cuối cùng rời chốt để đi sau cuối đội hình. Chốt bỏ không, cho bọn miền thích thì vào mà ở. Đêm 29 tháng 12 lại là đêm 30 của tháng 11 âm lịch. Rừng tối đen, mịt mù. Trinh sát và thông tin mò mẫm giải dây đi trước, lính nắm dây lần bước theo sau. Không ai dám buông tay vì rời dây là lạc. Sang ngày 30 tháng 12, hướng tiểu đoàn 1 trinh sát gặp bãi mìn thứ nhất, gỡ được vài trái nhưng thấy mất thời gian nên úp mũ cối lên mìn để bộ đội tránh. Đi tiếp nữa lại gặp bãi trông mìn, lính lỡ sớ vấp mìn thương vong một số. Lúc này địch nghi ngờ bắn cối ra nên bị thương vong hơn chục người. Trung đoàn quyết định tiểu đoàn 1 dừng lại khắc phục hậu quả và chuyển hướng sang đi chung trục đường cùng với tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3. Khoảng 1.500 đến 1.700 con người mang nặng lặc lè thành một hàng dọc chui trong rừng. Ít ra đội hình cũng kéo dài 4 đến 5 km, rất khó giữ bí mật nên trung đoàn tạm dừng. Quá trình hành quân ở tiểu đoàn 2 và có lẽ các đơn vị khác cũng thế, lính mang quá nặng nên bắt đầu vứt những gì không cần thiết. Các loại song nổi vứt hết, chỉ giữ lại song 20 cho mỗi trung đội. Gạo cũng đổ, chỉ giữ lại vài ngày ăn. Nhiều người vứt cả chăn màn quần áo, chỉ còn một bộ mặc trên người. Số quân trang quân dụng và lương thực lính ta vứt ra, sau này lính miên trốn trong rừng nếu gặp có thể sống được một thời gian dài. Bộ binh còn đỡ, khổ hơn là bọn hỏa lực, nhất là cối 120, phải 4 thằng đến 6 thằng khiêng lặc lè một bàn đế hoặc nòng pháo nặng cỡ 100 đến 130 kg đi luồn lách vướng cây ngược xuôi, chỉ lo gỡ đã hết hơi. Mỗi quả đạn 120 nặng đến 16 kg, một thằng vận tải chỉ mang một quả cùng quân tư trang lương thực thực phẩm, cả vũ khí cá nhân cũng đủ chết. Tối 30 tháng 12 năm 1978, tiếp tục hành quân suốt đêm, đến khoảng 6 giờ ngày 31 tháng 12, đến cách căn cứ địch khoảng 2 km. Ở đây có một vùng cỏ tranh rộng mênh mông, theo kế hoạch sẽ là nơi tập kết, nhưng địch đã đốt cháy nên trinh sát mất rất nhiều thời gian mới xác định được vị trí đứng chân và tìm vị trí tập kết mới. Đến trưa, các đơn vị vào vị trí tấn công. Tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 1 đánh mục tiêu chủ yếu là trận địa pháo 105 và sở chỉ huy sư đoàn 174 địch. Tiểu đoàn 2 đánh khu hậu cần, đại đội 7 bảo vệ sở chỉ huy trung đoàn. Địch tung nhiều toán tham báo lùng sục, quân ta vừa chiếm lĩnh vị trí tấn công, vừa đánh các toán địch bu bám. Đường dây điện thoại của tổ đài trinh sát pháo binh sư đoàn bị chúng cắt, đồng thời bắn vùng vãi, làm trinh sát không dám lập đài, nên pháo binh sư đoàn không bắn được.
ông Tê sư trưởng lệnh cho trung đoàn sử dụng hỏa lực bản thân đánh. Tầm giữa chiều, lệnh nổ súng. Cối 120 trung đoàn bắn trước đến các loại hỏa lực của các tiểu đoàn. Sau màn áp chế của các loại hỏa lực đi cùng, quân ta đồng loạt xung phong, địch ngoan cố chống trả. Chúng cho một lực lượng vòng sau đánh vào sở chỉ huy trung đoàn, bị đại đội 7 tiêu diệt một số, số còn lại chạy lui. Minh Đức trung đội trưởng bị thương cùng một số anh em khác. Sau 30 phút bị đánh khắp nơi, địch bỏ chạy tán loạn. Có một số chạy đâm vào cả đội hình của đại đội 7. Quân ta nổ súng nhưng chúng chạy thoát vào rừng. Tiểu đoàn 1 đánh sở chỉ huy, bắt được một tù binh. Tiểu đoàn 3 chiếm trận địa pháo, thu 4 khẩu 105. Những khẩu này thường bắn dọc đường 7, gây cho ta nhiều tổn thất. Hướng tiểu đoàn 2 đại đội 6 chiếm trạm xá, chỉ thấy những tên bị thương nặng, còn lại chúng cũng chạy hết. Khi đội hình vận động ngang quả đồi thấp, Hòa chiến sĩ liên lạc cho anh Ngọ Mù bị một thằng địch trong hầm bắn. Thấy ướt hết lưng, hắn khóc giống lên vì nghĩ máu ra nhiều sẽ chết. Anh Ngọ bò lại định băng thì ra đạn chỉ làm thủng bê đông nước, làm ướt hết quần, hắn chẳng hề hấn gì. Đại đội 6 bao vây ném lựu đạn vào hầm. Một chiến sĩ xông lên thò đầu gọi hàng, bị địch bắn chết. Anh em tập trung lựu đạn ném xuống, chúng vẫn ngoan cố bắn ra. Phải mất hơn nửa tiếng gọi hàng, thả lựu đạn không được. Lính ta bỏ ra phía sau mới biết hầm chúng đào hình rích rắc, phần đất lát ngang mặt đất nên khó phát hiện. Tiểu đoàn giao cho đại đội 5 cùng giải quyết hầm. Lúc đầu lính đào nóc hầm, áp bộc phá đánh nhưng không nhằm nhò gì. Sau khi tiểu đoàn báo cáo trung đoàn, chờ mãi công binh mới đưa xuống mấy dàn DH-20, lính ta lại cuốc nắp hầm, áp DH đánh đồng loạt mấy giá một lần nữa mới phá được nắp. Địch có 14 thằng buộc tay với nhau thành một dây chết trong hầm. Đây có lẽ là bọn chỉ huy sư đoàn 174 mới đúng, vì sĩ quan các phòng ban hậu cần không thể có ý chí tử chiến như vậy. Đánh xong hầm vào tầm 4 giờ chiều, trung đoàn 866 làm chủ hoàn toàn mục tiêu được giao. Tiểu đoàn 1 tiến ngược đường 7 về Phung Chi Peng, bắt liên lạc với trung đoàn 977 từ Phung Sâm xuống. Tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 tiến về Krek, bắt liên lạc với sư đoàn 10. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.